16, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. ไม่ต้องห่วงนะอังเคิลผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะสู้เพื่อมันตราอย่างที่อังเคิลทำมาตลอดถ้าบัตรไรยังคงชีวิตชักชั้นเอ็มจะบีลาด้วยทำไมเอ็มถึงยึดนอดีจิNhưng mà bác rất quý nó. Bác Ray rất là thương em. Giữ nó lại đi. Bác ấy không đối gì đâu. เราพบศพอังเคเรแล้วจัดการโผงศพในป่าเรียบร้อยส่วนท่านกิริศกับมิสโนเนอร์แก้วคาดว่าจะเสียชีวิตแค่เรายังหาร่างไม่พบxin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho con. Ta thật sự xin lỗi.
lại anh phủ cho nha. Dạ được. Rồi chơi tiếp thôi. À, người của chúng ta đã tìm khắp nơi rồi nhưng không tìm thấy hoàng tử Kirik lẫn cô Noan đưa kêu. Tiếp tục tìm kiếm từng ngôi làng, từng ngóc ngách một, cho đến điểm cuối cùng của con sông. Chúng ta có nên cử người thông báo cho gia đình của cô Noan đưa kêu ở Thái Bí hay không? Chúng ta sẽ không gửi tin tức gì hết cho đến khi chắc chắn. Dạ thái tử. Y La nói là người đã không ăn gì hai ngày nay rồi. Dù sao thái tử cũng phải bảo trọng long thể. Quốc vương cho người tới gọi ta là có chuyện gì sao? Y La nói với ta nàng mãi lo chăm sóc cho Nilapat đến nỗi gần như không nghỉ ngơi. Quốc vương cũng vậy mà không phải sao? Kirik phước lớn mạng lớn, thiếp tin là thằng bé sẽ không sao đâu. Quốc vương đừng vội thất vọng. Nếu như mà thiếp có thể giúp được gì vào lúc này thì quốc vương đừng ngại nói. Cảm ơn hoàng hậu rất nhiều. Việc nàng hết lòng chăm sóc thái tử phi tương lai Nilapat là ta đã rất biết ơn nàng rồi. Thiếp cảm thấy tội nghiệp cho con trai. Nếu như thằng bé không có cả Kirik và Nilapat, bé vẫn còn của chúng ta mà hoàng hậu. Cho dù định mệnh có tàn khốc đến đâu thì thằng bé vẫn còn có chúng ta bảo vệ nó qua khỏi chuyện này mà. Thiếp nhất định sẽ giúp đỡ cho Nilapat. Thiếp cũng sẽ cố gắng làm mọi thứ
chàng cũng phải chăm sóc bản thân mình. Nàng cũng vậy nhé. Dạ thưa hoàng hậu, người nên nghỉ ngơi một chút đi. Ta muốn đến Buradara một lát. Hoàng hậu có việc gì, để cho thần đi xử lý thay có được không? Không cần. Việc này ta phải tự làm. Ta sẽ ở lại đây một lúc. Cô cứ làm việc của mình đi, không cần chờ. Dạ thưa hoàng hậu. Hôm nay con đến đây là muốn xin năng lực thần kỳ từ người, thưa cố hoàng hậu. Nếu Kirit và Nuan Nưa Keo vẫn còn sống và đang ở đâu đó, thì con mong người phù hộ và bảo vệ cho hai đứa nó được không? Kirit là người quan trọng và quý giá của quốc vương Chai Naren và hoàng tử Chai Thác. Làm ơn, con xin người hãy giúp cho họ. Và làm ơn bảo vệ cho Nilapat và Nuan Nưa Keo, những người phương xa được chọn. Nilapat là người phụ nữ mà Chai Thác yêu thương. Con không muốn con trai của mình phải mất đi thêm người nào nữa. Con cũng biết là con đã từng đối xử không tốt với rất nhiều người, cả Kirit và Amenda mẫu thân của thằng bé. Đến quốc vương Chai Naren cũng phải cảm thấy khó chịu và mệt mỏi bởi vì con. Ngày hôm nay con thật sự muốn xin cố hoàng hậu hãy làm ơn xin người chấp nhận lời cầu xin này của con. Mẫu hậu. Là con. Nè, con thấy trong người con sao rồi? Con nghỉ ngơi chút nào hay không? Con có ăn uống gì chưa? Mẫu hậu ơi, con ơi. Trời ơi, con à, sao rồi, đau ở đâu? Đưa ta coi. Không sao đâu ha, được rồi, không sao.
Không sao đâu mà. Con ngoan, không sao đâu. Còn khóc sao? Phải, khóc như trẻ con vậy. Tình trạng Nilapat nghiêm trọng đến mức đó sao? Mình không biết nữa. Mình không thể vào trong phòng đó được. Chỉ đi ngang qua cũng không được nữa. Ý, hay là Nilapat cũng sắp chết rồi. Hoàng hậu vốn là người vô cùng cứng rắn. Nếu như cậu nói là bà ta khóc sướt mướt như vậy, nghĩa là đã có chuyện. Hơn nữa đó còn là chuyện quan trọng. Ba mình có gửi tin gì về không? Chị nói là có chuyện rất quan trọng, nhưng cần chút thời gian. Tìm người hầu hạ mới cho mình đi. Giờ mình sẽ đi xem thử tình trạng của Nilapat thế nào rồi. Sao cậu vào trong đó được? Ai sẽ cho cậu vào chứ? Tới đó trước rồi tính. Dù sao mình cũng cần phải biết đã có chuyện gì xảy ra. Đi lấy cái bình đó đến đây. Trong đó có thứ rất quan trọng của Mantrapura. Kirik, hãy mau
mau tỉnh lại đi. Anh đã ngủ 2 ngày rồi đó. Nếu như anh tỉnh dậy rồi mất trí nhớ thì em biết phải làm sao. Anh định để em một mình đem nhện về Mantrapura hả? Em không làm được đâu. Kirik, anh có còn thở không đó? Kirik, hãy mau tỉnh lại nha. Em nhớ anh rồi. Rồi sao? Hoàng tử, người có ổn không? Có đói bụng không? Thần đem thức ăn đến nha. Để thần giúp. Xin lỗi. Không sao. Nè. Người ăn một ít nha, để cho có sức. Thì sao rồi? Thần ổn hơn rất nhiều rồi. Người nhện của chúng ta vẫn còn đó, vẫn còn đủ luôn. Người dân họ đang giúp chăm sóc. Họ vẫn còn nhớ tới người. Họ nói rằng người là vị bác sĩ tốt bụng, đã từng đến chữa trị cho làng của bọn họ. Chỗ thức ăn và số thuốc này là dân làng đem đến đó. Đã. Nếu cô đi nổi, chúng ta mau đi khỏi đây vào ngày mai luôn đi. Nhưng như vậy có ổn không? Người mới tỉnh lại thôi mà. Nguan à, càng để lâu càng dễ hỏng chuyện. Nào là chúng ta phải chờ cho nhện nhả tơ đủ để theo Sari, nào là chúng ta phải tìm ra bản đồ. Nhưng chúng ta sẽ không về cung điện. Phải tìm nơi nào đó để ẩn náu một thời gian. Nếu Kha Chít thật sự tin là chúng ta đã chết rồi, vậy sẽ rất tốt cho chúng ta. Thần nghĩ là vẫn chưa ai biết chúng ta còn sống. Dù là em gái của thần hay là em trai người. Tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lần cuối chúng ta uống cùng nhau cũng đã mấy năm rồi. Ta vẫn còn nhớ đêm đó ta rất say. Say đến mức mà lúc đó ông đã la ta, nói là không cho ta uống nữa. Cho tới khi mà lấy lại mọi thứ, trả lại cho người dân Mantrapura, ta xin phép được uống với ông tại nơi đây. Kính xin mảnh đất này làm chứng cho ta rằng kỳ trước ta sẽ làm tất cả mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Không cần lo cho bọn ta, chúng ta phải chiến thắng. Ba lô này là thức ăn, tuần này có lẽ sẽ là đủ cho hai ngày đi đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không gặp mọi người chắc là ta chết rồi. Dân làng này đã nợ hoàng tử Kirik rất nhiều ân tình rồi, và chúng thần phải cảm ơn thần linh vì đã cho cơ hội đền đáp. Dù ra sao cũng mong người cẩn thận, vì hai ba hôm nay có rất nhiều người lạ mặt đến làng chúng tôi. Nhưng cũng may mắn là dạo gần đây nhiều sương mù nên không có ai tìm được đến tận đây. Tất cả nhện đều nằm ở trong đây. Nếu như mà không có cô gái đó, giờ này chắc chúng đã trôi theo dòng nước. Ông nói sao? Vào ngày hôm đó có vô số cánh hoa mộc lan bay đến làng chúng thần một cách kỳ lạ, giống như chúng muốn chúng thần chú ý đến chúng. Trước khi chúng trôi dọc theo dòng sông thì chúng cứ bay quanh một chỗ. Chúng thần thấy lạ nên đã chạy theo. Thấy cô ấy đang trôi theo dòng nước, cơ thể thì rất lạnh. Rồi đột nhiên sau đó cô ấy mở mắt ra. Cô ấy nói rằng lũ nhện đó rất quan trọng với Mantrapura, nếu đến chậm hơn thì có lẽ cô ấy đã không sống được. Thần xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Không thể vào trong được. To gan quá à. ที่ไม่อยากให้เราเข้าเยี่ยมว่าที่ประชายานิรปัตเป็นคำสั่งของเจ้าชายชัยทัตห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าห้องนี้โดยเด็ดขาดขอรับคนนอกเหรอฉันคือสาวิตรีเข้านอกออกในที่บุรุษสุริยะตั้งแต่เด็กใครคือคนนอก
ตอนนี้จะนอกหรือจะในเนี่ยถ้าชัยทัศน์ไม่อนุญาตใครก็เข้าไม่ได้ทั้งนั้นกลับไปที่ห้องซะว่าที่พระชายาสาวิตรีหม่อมฉันก็แค่เป็นห่วงและอยากจะแสดงน้ำใจต่อว่าที่พระชายานิลปัตก็แค่นั้นเพคะนลินีรับไว้เพคะและเราได้ยินมาว่ามณีหายไปจากวังเพคะไปตามกลับมานะเราอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรหม่อมฉันได้ยินมาว่าได้ยินมาว่าอะไรเราไม่สนฉันเป็นคนดูแลบุรสุริยาใครจะไปใครจะมาตามอำเภอใจไม่ได้เช่นนั้นหม่อมฉันก็ขอตัวไปค่ะTình hình sao rồi? Dạ thưa, vẫn còn rất yếu, nhưng da thịt không có triệu chứng tái phát nữa rồi. Cơ thể vẫn phải cần thêm thời gian. Ta cũng đã ra lệnh đặt thuốc giải và thuốc bổ rồi. Chắc sáng ngày mai sẽ đưa đến. Dạ, hoàng hậu. Thần xin cảm ơn lòng tốt và sự quan tâm của hoàng hậu. Kể từ giờ, cô phải nghỉ ngơi để hồi phục mất ít nhất 3 tuần. Dạ vậy, việc tập luyện thì sao? Theo như thần được biết, nếu như thái tử phi tương lai không thể tham gia luyện tập trong vòng 15 ngày liên tiếp, thì tất cả sẽ coi như vô hiệu. Bây giờ chuyện đó chưa cần phải lo đâu. Dạ không hoàng hậu, không được đâu hoàng hậu. Trước đây hoàng hậu đã từng nói với thần, đây không phải là cuộc cạnh tranh để lấy lòng thái tử Chai Thát, mà đây là một cuộc cạnh tranh để chứng minh rằng mình có xứng đáng với cương vị hoàng hậu hay không. Để thần được làm điều này, vị Chai Thát được không hoàng hậu? Thái tử sẽ không phải suy nghĩ và hổ thẹn khi có thần ở bên cạnh người. Chị gái của thần nói rằng thần phải cố gắng hết khả năng của bản thân. Xin hãy cho thần cơ hội để được chiến đấu cùng người mà thần yêu thương được không? Cho dù có phải chết thì thần cũng không thấy hối tiếc. Bây giờ cơ thể của Nilapath đang phải chiến đấu với tinh dầu độc rắn. Nếu 2-3 ngày nữa vẫn còn sống thì sẽ sống. Dạ hoàng hậu. Thời gian này là khoảng thời gian rất quan trọng. Dạ hay qua thi pra chaya ต้องเสียขวัญเด็ดขาดไม่ว่าจะกับเรื่องไหนเพคะ
กลางดึกคืนนี้หาทางให้ชัยทัศน์มาเยี่ยมว่าที่พระชายาเพราะชัยทัศน์ก็ต้องการกำลังใจเช่นกันพี่คะtrong người không được vui. Người vẫn còn buồn chuyện bác Ray đúng không? Ông Ray giống như một người thân của ta. Bác Ray từng kể cho thần nghe chuyện mà bác chọn sống ở Mantrapura và làm việc vì Mantrapura. Thay vì được sống với người bác ấy yêu, thần nghĩ chuyện của bác ấy thật lãng mạn, nhưng cũng rất buồn. Thần cũng hiểu lý do khi người nói rằng người không thể làm theo điều mà trái tim mong muốn. Chắc người cảm thấy rất nặng lòng. Quốc vương cần có một trợ thủ đắc lực bên mình. Ta chính là người đó của cha Thách. Hai anh em bọn ta đã hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau chăm lo cho Mantrapura một cách tốt nhất. Ta sẽ đem hết năng lực và nhiệt huyết của mình để phò tá cho quốc vương Chai Thách. Khi đó em gái cô Nilabat sẽ trở thành một vị hoàng hậu hạnh phúc nhất trong lịch sử vương quốc Mantrapura. Thần sẽ cố gắng hết sức để mọi chuyện diễn ra như những gì người nói. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Sức mạnh của tình yêu sẽ chiến thắng mọi thế lực. Đi thôi, đi giành lại thế giới này. Đi, nhanh lên. Nguồn. Hứa với anh nha, Trần em sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình như hôm trước nữa. Hãy hứa với anh. Em hãy hứa với anh.
cô ra sao em cũng phải sống. Cho dù là ở nơi đâu thì em nhất định phải sống sót và phải hạnh phúc. Hãy hứa với anh đi. Anh cũng vậy nha. Anh nhất định cũng phải sống sót, cho dù ở đâu cũng được, nhưng anh nhất định phải sống và thật hạnh phúc. Anh hứa với em, rau tàn câu rau.